Người phụ nữ bị đồng nghiệp tung tin đồn về quan hệ nam nữ, nhưng lại dẫn đến việc bị xếp lăng nhăng quấy rối trong công việc. Không ngờ rằng Trịnh Tiểu Tiểu lại ngay lập tức biểu diễn đều việc đều ngất xỉu và nôn mửa. Thực ra tôi không cần xem tài liệu này cũng được. Con lời của người khác, tôi tự nhiên làm theo quy định. Nhưng nếu cô cần tôi, tôi cảm thấy có duyên với cô. Cũng không sao nếu có một ngoại lệ cho cô. Trịnh Tiểu Tiểu nhận ra đây là trường hợp bị quấy rối trong công việc. Không ngờ lãnh đạo mới đến lại có ý đồ như vậy với cô ấy. Thật sự là kinh tởm đến cực độ. Dạo này cô ấy vốn đã bị ủng nghén, bị kích động như vậy, cô ấy lập tức nôn khan. Xin lỗi, quản lý triệu, anh cũng biết là tôi mang thai rồi gần đây ổng nghén nghiêm trọng hơn tôi hoàn toàn không có ý ghét bỏ anh sắc mặt của triệu cương không được tốt lắm luôn cảm thấy lời cô ta có ý ám chỉ vậy những lời tôi vừa nói cô suy nghĩ cho kỹ đi quản lý triệu anh nói gì tôi không hiểu tôi chỉ biết làm tốt công việc của mình là đủ rồi Hiệu suất làm việc của tôi cũng không có vấn đề gì Lúc trước khi tuyển tôi vào phòng biên dịch Bên tuyển dụng cũng đã đồng ý Nếu lát nữa anh rảnh thì có thể xem qua Còn về chuyện khác, tôi không hứng thú Trịnh Tiểu Tiểu đã rõ ràng thái độ, dù trong lòng thấy rất ghê tởm, nhưng cô ấy chưa muốn vạch trần mọi chuyện. Đi đến đâu cũng gặp lại người đáng ghét này, không thể cứ gặp khó khăn là từ chức được. Triệu Cương không ngờ cô ta lại vô ơn như vậy. Tiểu Trịnh nhà, tôi biết cô còn trẻ, có một số chuyện cô chưa hiểu, cô cũng không cần vội trả lời tôi. Cô hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Hãy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Gần đây tôi có một sự kiện cần tham dự, cần mang theo một người phiên dịch đây là cơ hội tốt để thể hiện không biết cô có suy nghĩ gì không trịnh tiểu tiểu hiểu rằng đây là sự cám dỗ nếu đồng ý phát triển mối quan hệ ngầm với anh ta thì trên công việc triệu cường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cô nếu không đồng ý thì có thể sẽ bị gây khó dễ cô ấy đột nhiên cảm thấy không thể cứ để vậy nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện dù công việc này có không làm được nữa cô ấy cũng không thể nhẫn nhịn chịu đựng chuyện trong công việc tôi nghĩ vẫn nên để thực lực lên tiếng chọn người có khả năng tốt nhất ai có thể đảm nhiệm thì nên chọn người đó chứ đừng để bị ảnh hưởng bởi yếu tố khác tôi nói hết những gì cần nói rồi tôi còn có chuyện cần tìm chồng tôi tôi đi trước đây Cô ấy nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Triệu Cương, ra khỏi văn phòng ngay lập tức. Suy nghĩ đầu tiên của Trịnh Tiểu Tiểu là mua một cái máy ghi âm. Sau đó, khi lão đặng nói những điều này với cô ấy, thì ghi lại ngay lập tức. Nếu hắn dám gây khó dễ cho cô, thì sẽ đưa chuyện này ra ngoài. Đi ăn cơm ở nhà ăn, thì thấy Đinh Tử Bác đang đợi ở cửa, quay lại phía Tiểu Tiểu. Trịnh Tiểu Tiểu không nhịn được mà mặt tối sầm lại. Nếu không phải vì anh ta, thì cô cũng sẽ không bị người khác nhằm đến. Anh không phải đã nghỉ việc rồi sao? Đúng vậy. Cô đã quên chuyện tôi đã nói với cô rồi à? Cô không phải muốn cùng chúng ta làm ăn sao? Trưa nay mấy anh em chúng tôi sẽ tôi định dẫn cô đi cùng nếu anh không nói tôi xin nữa đã quên được rồi tôi không có việc gì đi thôi hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài khỏi cơ quan và cảnh tượng này tình cờ bị giang dung dung và những người khác nhìn thấy các bạn có thấy không cô ta thật là vô liên sỉ triệu cương vừa rời khỏi văn phòng cũng đã thấy cảnh này biểu cảm trên mặt khó hiểu vừa nãy còn vẻ như một cô gái đoan chính bây giờ đã hí hưởng theo đại công tử rời đi Nói là tự mình cũng chê cô ta không còn trẻ Có một ngày Ta sẽ làm cho người cầu xin dưới thân ta Đại công tử lên xe Trịnh tiểu tiểu mở cửa sau của xe Rồi ngồi vào Không ngồi ghế phụ à Cô có xe xe không? Được rồi Anh không biết đâu Hôm nay vì anh Tôi bị xếp mắng rồi Liên quan gì đến tôi chứ Trịnh tiểu tiểu cũng không giấu giếm Kể lại đơn giản chuyện mình bị tấn công Đinh tử bác càng nghe càng tức câu mày Cô gái nào mà vô lý như vậy Là Giang Dung Dung đúng không? Anh còn chưa hiểu à? Cô ấy là thích anh đấy cô ấy đang đưa cảnh ông lưu cho anh kết quả là anh không đáp lại đối phương tức giận Bắt đầu tấn công tôi rồi, khiến tôi còn phải viết một bản kiểm điểm. Tôi nói thật với cô, tôi không biết Giang Dung Dung là ai, tôi không có ấn tượng gì. Trịnh Tiểu Tiểu ngay lập tức im lặng. Nếu Giang Dung Dung biết Đinh Tử Bác, ngay cả tên của cô ấy cũng không biết, thì trong lòng sẽ đau khổ đến mức nào. Anh không biết đâu, nhưng người ta thực sự rất thích anh đấy. Người con trai đào hoa, Đinh Tử Bác vốn dĩ là người khá lịch thiệp, đặc biệt là không thích cãi vã với các cô gái. Bây giờ biết rằng do nguyên nhân của mình, Trịnh Tiểu Tiểu bị nhắm đến, cảm thấy rất khó chịu. Cô bây giờ có đói không? Cũng được, không đói lắm. Sao vậy? Vậy thì chúng ta quay lại một lần nữa. Tôi đi tìm Giang Dung Dung hỏi xem tại sao lại tung tin đồn. Được rồi đấy, chuyện này tôi có thể giải quyết. Thời gian lâu rồi, mọi người sẽ biết tôi là người thế nào, sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Giờ mà anh về đối chất với cô ta, lúc đó lời ra tiếng và còn nhiều hơn. Như vậy không phải giúp tôi. Xin lỗi, việc này vẫn là do tôi xử lý không tốt. Nếu có vấn đề gì cần tôi giúp đỡ sau này, nhất định đừng khách sáo với tôi. Lỗi không phải do anh, là do đối phương ghen tị. Trong lúc nói cười vui vẻ, hai người đã đến nhà hàng mà Đinh Tử Bác đã đặt. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến phòng riêng. Một vài người thấy Đinh Tử Bác dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp. Ban đầu cô hơi sững sờ, cuối cùng cũng tới rồi. Cậu hẹn chúng tôi ra ngoài, lại là người đến cuối cùng. Một lát nữa phải phạt uống trước đấy. Cậu đúng là giỏi tìm cớ thật muốn chúc tôi thì nói thẳng đi chẳng phải lần trước cậu uống đến nôn ra sao cậu có cần nhỏ mọn như vậy không được rồi bớt nói nhảm đi nhanh chóng giới thiệu cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu đi cô ấy là đồng nghiệp ở đơn vị trước của tôi làm công việc phiên dịch mọi người gọi cô ấy là tiểu tiểu trên mặt trịnh tiểu tiểu hiện lên nụ cười dịu dàng cô ấy chào mọi người nhưng lại thấy một người phụ nữ trẻ thỉnh thoảng nhìn về phía mình trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ chẳng bao lâu sau mọi người bắt đầu thảo luận về phần mở đầu khi nhắc đến việc đầu tư chị trịnh tiểu tiểu cũng không ngần ngại tôi có thể đầu tư từ một đến hai vạn không vấn đề gì vừa rất lời đối diện liền phát ra một chàng cười ngây ngô người tạo ra tiếng động chính là người phụ nữ trẻ tuổi đó chị họ lâu không gặp chị vẫn như vậy thích tỏ ra sang trọng trước mặt mọi người có mười mấy nghìn chị lấy ra được không khi nghe đến hai chữ chị họ mọi người đều ngẩn ra trịnh tiểu tiểu cố gắng tìm kiếm trong ký ức của nguyên chủ mới nhận ra người phụ nữ này chính là con gái của dì lớn chỉ có điều trước đây cô ấy không ăn mặc như thế này giờ trang điểm như vậy có lẽ đến mẹ cô ấy cũng không nhận ra không ngờ hôm nay ở đây lại gặp một người quen chắc là đang hẹn hò với người tên là diệp dịch chân đang tìm hiểu nhau dinh tử bác mặt biến sắc nhớm may nhìn về phía bạn bè bên cạnh có chuyện gì vậy các bạn quen nhau à tất nhiên rồi cô ấy là con gái của dì tôi từ nhỏ đã thích chen vào đám đông nhưng tôi nghe nói cô ấy đã ly hôn không lâu sau đã vội vã lấy chồng mới người đàn ông đó là thợ giết lợn bây giờ cô ấy bảo muốn lấy ra một hai vạn tôi lo lắng các bạn bị lừa xin lỗi nhé nói thẳng thừng hơn một chút nụ cười trên khuôn mặt trịnh tiểu tiểu dần dần thu lại có lúc càng là người thân cận càng không muốn thấy bạn tốt đường thế như chính là người như vậy cô ta đang hẹn hò với diệp dịch thần chắc nghĩ là rất hãnh diện bây giờ thấy trịnh tiểu tiểu với đinh tử ba thân thiết như vậy trong lòng tự nhiên không thoải mái khi họ lâu không gặp vẫn còn đầu óc giống tuyết chỉ có vẻ bề ngoài mọi người ở đây đều ngốc hết sao vẫn còn bị tôi lừa đừng nói là một hai vạn cho dù nhiều hơn tôi cũng có thể lấy ra cái này không cần cô lo lắng Ai mà chẳng biết nói lời hay chứ Nhưng mà cô đưa tiền ra đi Làm gì giống như đang giết lợn vậy Kiếm tiền dễ quá ha Chồng cô mỗi ngày giết 10.000 con lợn à Lời này rõ ràng có ý mỉa mai Đinh từ bác đứng bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi Thưa cô Tiểu Tiểu là bạn của tôi, tôi không quan tâm các người có mối quan hệ gì. Hiện tại trong hoàn cảnh này vẫn nên cân nhắc lời nói. Tôi không muốn bạn tôi bị xúc phạm như thế. Chỉ có một hai vạn đồng, có hay không cũng không quan trọng. Tôi có thể giúp cô ấy trả trước. Đinh Tử Bác đã trực tiếp rời đi. Người mà anh ấy xem là bạn thì không ai được phép bắt nạt. Diệp Dịch Thần cũng thay đổi sắc mặt. Hôm nay là buổi tiệc của nhóm Đinh Tử Bác. Anh ta nói như vậy hoàn toàn là không giữ thể diện cho anh em tốt của mình. Xin lỗi cô Trịnh đi. Cách cô nói chuyện thực sự rất vô lễ. Người phụ nữ đã ly hôn đầu tư số tiền lớn để mở xưởng. Người chị họ lâu ngày không gặp đã chế nhạo ngay tại chỗ. Không ngờ lại tự rước lấy khổ sở. Xin lỗi cô chị. Nói như vậy thật là thiếu văn hóa. Tôi đâu có nói sai điều gì. Tôi chỉ là lo lắng mọi người bị lừa. Tôi cảm thấy bạn rất thiếu tôn trọng bạn bè của tôi. Nếu anh cứ khăng khăng như vậy, tôi nghĩ anh nên rời đi thì tốt hơn. Đinh Tử Bác cũng không giữ thể diện cho Diệp Dịch Trần, dẫn theo một người phụ nữ như thế này đến bữa tiệc. Bao nhiêu mặt muối cũng không đủ mất. Anh Đinh có lẽ anh không biết cô ấy đã kết hôn rồi lại còn là tái hôn trong tay cũng hoàn toàn không có tiền đến đây chắc chỉ để ăn nhờ ở đậu Mời cô ra ngoài. Diệp thần thấy bạn thân thật sự tức giận rồi. Trực tiếp kéo đường Thế Nhu ra ngoài. Cô có biết đây là dịp gì không? Cứ nhất định phải nói mấy lời này. Là mất mặt tôi. Cô thật sự làm tôi thất vọng. Thôi được rồi. Bây giờ cô đi taxi về đi. Lát nữa tôi sẽ tìm cô sau. Diệp dịch trần có chút phiền muộn. Phần nào có chút hối hận khi dẫn cô ra ngoài. Đường Thế Nhu đang giận dữ. Trong mắt cô ấy, Trịnh Tiểu Tiểu chỉ là người hạng thấp. Ngoài việc trông còn tạm được, các phương diện khác đều không đáng để xem. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi thật sự không hiểu tại sao các bạn lại nghe theo cô ấy. Dịch Trần, tôi mới là bạn gái của cậu bây giờ vì một kẻ lừa đảo như vậy mà cậu lại muốn bỏ tôi nếu bạn không giúp tôi thì thôi lại còn trách móc tôi Sao bạn có thể như vậy? Ánh mắt của Diệp Dịch Trần ngày càng lạnh lùng. Một người phụ nữ tự nhiên không thể so sánh với bạn bè của anh ấy. Nhưng vì cảm giác mới mẹ chưa qua, vẫn phải cố nén cơn giận trong lòng. Dỗ dành vài câu, nghe lời, em về trước đi, đợi anh xong việc bên này rồi sẽ tìm em để ngủ. Thế thư mềm mỏng dẫm chân, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể bực bội rời đi. Cô Trịnh thực sự xin lỗi. Không ngờ lại xảy ra sự không vui như vậy Lần sau chắc chắn sẽ không xảy ra nữa Tôi sẽ uống trước một ly Thay mặt thế như xin lỗi cô Cô cũng đừng để bụng thật mà Không cần đâu Cũng không phải chuyện Lớn. hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến anh, tôi sẽ không để bụng đâu. mắt chọn phụ nữ của cậu ngày càng tệ rồi, nếu thật sự không được thì để gia đình mai mối cho cậu nhé. xem mấy thử quái quỷ mà cậu tìm về đây đi. hai anh em không có mâu thuẫn gì, nói nói cười cười, chuyện này cũng qua rồi. sau đó nói về việc xây nhà máy làm thực phẩm, đó mới là mục đích chính của Trịnh Tiểu Tiểu hôm nay, nhanh chóng tập trung chú ý và bắt đầu nói chuyện. rất nhiều điều cô ấy đề xuất, mọi người đều cảm thấy rất hợp lý, rất vui vì có cô Trịnh làm đối tác. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tôi hiện tại đang mang thai, không thể uống rượu. Tôi xin phép năng ly nước chúc mọi người. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau kiếm được nhiều tiền. Một vài người biết rằng Trịnh Tiểu Tiểu đang mang thai, còn tỏ vẻ ngạc nhiên hơn. Mọi người đều không nói gì. Tôi định đầu tư 20.000 vào đây. Tiền thì chắc chắn tôi có thể đưa ra. Vì mọi người đã cùng nhau hợp tác, thì phải làm được điều gì ra trò. Tôi biết các anh không thiếu tiền gia sản cũng dày nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên khởi nghiệp các bạn cũng không muốn bị người nhà coi thường đúng không vì vậy chúng ta phải coi trọng việc kinh doanh này lựa chọn nhà máy và nguyên liệu phải làm cho tốt nhất cô lo lắng họ không nghiêm túc làm việc không chăm chỉ dù có nhiều tài nguyên cũng vô ích nếu không sử dụng yên tâm đi cô chị đã đầu tư tiền thì chắc chắn phải thu lại có đề xuất của cô tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền trịnh tiểu tiểu gật đầu trong lòng cảm thấy khá hài lòng ăn cơm xong đinh tử bác muốn đưa cô về nhà nhưng bị trịnh tiểu tiểu từ chối được rồi cô đi đường chậm thôi nhé quay lại phòng vip diệp dịch trần và bọn họ đang cố ý gây khó dễ cho đinh tử bác đại thiếu gia đinh cậu chơi ngày càng táo bạo rồi đấy phụ nữ bình thường không thể thỏa mãn được cậu nữa sao con tìm một bà bầu cơ đấy lại còn là vợ người ta nữa chứ tôi thật sự bái phục cậu Thôi được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Tiểu Tiểu không phải là loại con gái tùy tiện đâu. Tôi thật sự có thích cô ấy. Nhưng cô ấy đã từ chối thẳng thừng rồi. Tôi nghĩ làm bạn cũng không tệ. Nhìn Đinh Tử Bác không giống đang đùa. Mọi người nói chuyện cũng nghiêm túc hơn vài phần. Thật sự cô Trịnh rất có năng lực. Nói năng làm việc không giống người thường. Có đối tác như vậy tôi ủng hộ. Xem ra cậu có mắt nhìn đấy. Lúc này, Trịnh Tiểu Tiểu bên kia cũng về nhà. Sao hôm nay về muộn thế? Làm thêm ở cơ quan. Không em ra ngoài ăn cơm. Nhân tiện nói về việc làm ăn sao em lại muốn làm ăn Cô nói về việc muốn đầu tư vào nhà máy đóng hộp, cũng không che giấu thân phận của Đinh Tử Bác và những người khác. Em muốn hợp tác với họ trong việc này. Thứ nhất là vì gia cảnh của họ tốt, mối quan hệ đã được thiết lập tốt, cũng coi như là có mối quan hệ xã hội. Thứ hai là vì làm cái này thực sự có thể kiếm tiền, lợi nhuận cũng khá lớn. Hơn nữa nếu đầu tư thì em cũng không cần phải qua đó mỗi ngày, chỉ cần đợi chia cổ tức hàng tháng là được. Nói xong anh ta có chút lo lắng. Dù sao một lần lấy ra 20.000 tệ cũng không phải là con số nhỏ. Xin lỗi nhé, chuyện này em chưa nói trước với anh cuối cùng lại quên mất, bây giờ em tự quyết định rồi. Có hơi vội vàng. Anh có đồng ý chuyện này không? Nếu anh cảm thấy không ổn, em sẽ cần nhắc lại. Đây chẳng phải rất tốt sao? Anh cũng nghĩ mở một nhà máy đồ hộp là một lựa chọn không tồi. Họ sẵn sàng mở rộng nhà máy lớn hơn một chút. Còn có quan hệ để quảng bá, bán hàng. Đây là cơ hội hợp tác rất tốt. Hơn nữa, số tiền đó anh đã đưa cho em rồi. Em có thể sử dụng tùy ý, nếu không thì để cho em còn có ý nghĩa gì nữa? Đây là 20 ngàn, anh nói để em dùng thì em sẽ dùng. Nếu em lỗ thì sao? Lỗ thì lỗ, kinh doanh đâu phải lúc nào cũng thuận lợi, kiếm được tiền là tốt nhất. Lỗ cũng không sao, có thể rút kinh nghiệm và làm lại. Chồng em có phải là bắt thì em bền hay sao? Em kiếm tiền là được. Nếu đã như vậy, em sẽ thoải mái mà làm thôi. Yên tâm đi, sẽ không lỗ đâu. Hai người nói chuyện, Trịnh Tiểu Tiểu lại nhắc đến Minh Tử Bác. Anh ấy sợ rằng Chu Cảnh Xuyên nhỏ nhen sẽ ghen tuông. Yên tâm đi, em không có ý gì khác với anh ta đâu. Chỉ là cùng nhau làm ăn thôi. Yên tâm, anh không nhỏ nhe như vậy đâu. Một người xuất sắc, chắc chắn sẽ được người ta thích. Điều đó không liên quan đến việc có lập gia đình hay không. Nhưng phải biết giữ chừng mực. Nếu em cảm thấy người này đáng tin cậy, thì không cần phải quan tâm đến ý kiến của anh. Anh nghĩ em có thể xử lý tốt những mối quan hệ này. Đương nhiên rồi. Có một người chồng tốt như anh thì làm sao em có thể nhìn người khác? Họ đâu thể so sánh với anh. Ăn xong rồi nằm trên giường, Trịnh Tiểu Tiểu không nhịn được lại hỏi về tiến triển của cậu bé đó. Bao Kinh đã tìm người liên quan để điều tra, cần phải điều tra riêng. Anh dự định để Lục Tử quản lý xưởng trong hai ngày này. Anh sẽ tự mình đến đó một chuyến. Em sẽ cùng anh đi. Em không cần phải đi đâu, không phải em phải đi làm mà. Xin nghỉ suốt không hay đâu. Không sao, dù sao mấy ngày này em cũng có phép. Hơn nữa chiều nay em cũng rảnh rồi. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, công việc ở báo này, thích thì làm không thì thôi, giờ còn điều đến ông sếp ghê tởm thế này, nếu tên Triệu Cương này cứ tiếp tục quấy rầy mình thì cô thật sự không muốn ở lại tòa soạn nữa. Đúng rồi, Cảnh Xuyên, anh có biết có mấy thứ có thể ghi âm không? Chính là ghi lại lời nói của người khác. Như máy ghi âm chẳng hạn. Em cần thứ đó để làm gì? Trong nước bây giờ vẫn chưa có đâu. Nhưng máy ghi âm thì được. Trịnh Tiểu Tiểu cũng biết máy ghi âm thì được, nhưng cái đó quá cùng kênh, mang đi làm thì không thực tế. Sợ là không ghi được. Không sao, em sẽ hỏi thử. Cô ấy không muốn kể chuyện của Triệu Cương cho Chu Cảnh Xuyên, nhưng việc nhỏ như vậy cô ấy cảm thấy có thể giải quyết được. Lúc này hai người vẫn chưa biết Cố Mỹ Cầm đã có sự thỏa thuận riêng với bên đó. Hôm đó nghe Trịnh Tiểu Tiểu nhắc tới việc này, bà ta lập tức liên lạc với họ hàng xa của Trịnh Kiến Quân, Chu Lan Hoa, người từng chăm sóc Đường Ngạn Lâm khi cô ấy mang thai. Chu Lan Hoa nhận được cuộc gọi của Cố Mỹ Cầm, mở miệng là đòi tiền. Con trai bà ấy gây rắc rối ở ngoài, bên kia đòi 800 đồng để giải quyết, bà ấy đang không biết phải làm sao thì Cố Mỹ Cầm lại tự dưng xuất hiện. Không ngờ bà lão xảo quyệt này lại dám đe dọa bà ấy, nói vài câu sắc xảo, lại còn phải nghĩ cách tiết kiệm thêm 800 tệ. Trước đây, chồng bà ta quản lý tiền bà không nghiêm, sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, bắt đầu quản lý quyền tài chính. Bà ấy không thể xoay sở ngay lập tức, chỉ có thể đi tìm con gái Trịnh Thu Nguyệt. Trịnh Thu Nguyệt thấy mẹ đến có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vội vàng mỉm cười chào mẹ và mời ăn cơm. Mẹ, mẹ ăn thêm một chút đi, món này do mẹ chồng con xào, vẫn rất ngon.